Thưa quý vị, suốt nhiều năm qua, giữa báo chí và doanh nghiệp luôn có mối quan hệ gắn bó đồng hành, đã và đang thể hiện ngày càng rõ hơn trong thực tiễn đời sống xã hội. Điều quyết định đến mối quan hệ này phải nói đến mục tiêu chung của báo chí và doanh nghiệp, đó là sự phát triển toàn diện mọi mặt của đất nước trong quá trình hội nhập. Nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tạp chí điện tử Việt Đức đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm, qua đây thắt chặt mối quan hệ hợp tác, gắn bó và kết nối giữa báo chí và các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội. Có thể nói, doanh nhân, doanh nghiệp luôn là nguồn đề tài phong phú đa dạng, là nguồn cảm hứng để các tác phẩm báo chí thực sự phản ánh được hơi thở thực tiễn cuộc sống. Hàng loạt những đề tài về kinh tế, đầu tư kinh doanh, thị trường, tiêu thụ sản phẩm luôn là cơ sở để các cơ quan báo chí có được sức thu hút đối với đông đảo độc giả, thính giả. Về phía doanh nghiệp, trước xu thế chung của xã hội thông tin hiện nay, dù kinh doanh, sản xuất ở lĩnh vực nào, thì các doanh nghiệp cơ bản đều đánh giá cao vai trò của báo chí trong quá trình phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp, nhất là trong việc lựa chọn đối tác, xây dựng và phát triển thương hiệu, quảng cáo sản phẩm, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ. Và tôi mong thời gian tới chúng tôi luôn cùng nhau sát cánh, đồng hành và nỗ lực hơn nữa để chúng tôi đẩy mạnh thêm về cái thương hiệu thông tin chính thống được đến được nhiều khách hàng, doanh nghiệp và cũng là một cầu nối giúp cho doanh nghiệp cùng phát triển với lại truyền thông. Một chặng đường dài khi hoạt động và mình cũng là người rất là hạnh phúc khi được là người đầu tiên đem cái ẩm thực và văn hóa của Brazil về Việt Nam và cũng được những người Việt Nam và báo chí ủng hộ mình. Thì đồng hành cùng với báo chí đã cũng suốt gần 20 năm qua, bao nhiêu báo chí cũng thường thường đến và ủng hộ mình và viết bài, đăng bài về, tại vì nhà mình cũng làm rất là nhiều những cái văn hóa ẩm thực hay là làm những cái lễ hội, cái charity, làm những chương trình từ thiện cùng với báo chí để làm hết. Nhờ báo chí truyền thông, khách hàng đã biết đến những món ẩm thực đậm chất Nam Mỹ của nhà hàng Salanca Brazil. Đây là nhà hàng đầu tiên ăn buffet theo hình thức phục vụ tận bàn. Số lượng món buffet khoảng trên dưới 20 món nhưng có chọn lọc. Thực đơn có thịt nướng heo phong cách Rodizio khá mới mẻ ở Hà Nội. Thực đơn buffet sẽ có 12 loại thịt xiên khác nhau như thịt đùi bò, cừu, tôm. Dùng kèm theo là salad và các món ăn phụ như cơm sốt đậu, dưa nướng và chuối nướng. Phù hợp khi tổ chức những bữa tiệc gia đình, bạn bè và nhất là tiếp đãi khách sang trọng. Những món ăn này là đặc sản truyền thống từ Brazil. Tất cả những cái loại bò chúng tôi được đều nhập khẩu, bò và cừu đều nhập khẩu hết từ Dư Lân, nên cái an toàn thực phẩm nó phải rất là đạt chuẩn. Để có những cái món ăn này là được sự nói nhà hàng này, được chủ đầu tư của nhà hàng đã mời các đầu bếp xịn nhất từ Brazil sang để truyền dạy cho đầu bếp chúng tôi ở Việt Nam. Và trải qua mười mấy năm trong nghề, đặt hết tâm huyết vào trong các món ăn để chúng tôi sẽ chế biến và cũng đã đi đến thành công. Không ngừng đồng hành, hợp tác giữa báo chí và doanh nghiệp chính là con đường để báo chí, doanh nghiệp cùng chia sẻ mọi khó khăn, thuận lợi, qua đó cùng hướng tới mục tiêu chung, phát triển toàn diện mọi mặt của đất nước trong quá trình hội nhập.